Đối thoại tại diễn đàn thì nhiều vấn đề nóng mà công nhân, người lao động hết sức quan tâm trong thời gian qua đã được các đại biểu thẳng thắn đưa ra trao đổi, thảo luận cũng như là đề xuất tới Quốc hội xem xét giải quyết. Về vấn đề nhà ở xã hội là một trong những vấn đề nóng được công nhân và người lao động hết sức quan tâm. Các đại biểu bày tỏ niềm vui và kỳ vọng rất lớn vào đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, người lao động cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn khi tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất tín dụng 120.000 tỷ đồng nằm trong đề án. Mức lãi suất 8,2% một năm thì với cái mức thu nhập cũng như là cái khả năng để cho cái người có nhu cầu tiếp cận được với cái chương trình này thực sự là rất là khó khăn. Và thực tế thì gần như là công nhân lao động chưa có khả năng tiếp cận. Vì vậy thì là chúng tôi cũng rất là mong muốn Quốc hội giám sát và yêu cầu chính phủ có giải pháp về vấn đề này để giúp đỡ người lao động tiếp cận được với nguồn vốn. Trả lời về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng hiện nay còn nhiều vấn đề khó khăn trong việc triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ. Như vấn đề nguồn cung vướng mắc trong thủ tục hành chính. Tuy nhiên, người lao động cũng có thể vay mua nhà ở xã hội ở một số gói hỗ trợ khác. Thì bên cạnh cái việc hỗ trợ tới gói 120.000 tỷ thì người lao động có thể là vay ở ngân hàng chính sách xã hội tại các địa phương với cái gói hỗ trợ 15.000 tỷ hiện nay đang được triển khai theo chương trình phục hồi phát triển kinh tế, thì chúng tôi cho rằng là với hai cái gói hỗ trợ này cũng sẽ là cái điều kiện rất thuận lợi để người lao động có thể tiếp cận để vay và mua được nhà xã hội cho mình. Cho rằng việc số năm đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động để được hưởng mức tối đa 75% lên 35 năm đối với nam, 30 năm đối với nữ, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định. Người lao động bị giảm 2%, trước đây chỉ giảm 1%, thì dường như quyền lợi của người lao động đang suy giảm. Đại biểu công đoàn cơ sở đề nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành các quy định để không làm suy giảm quyền lợi của người lao động, tạo sự linh hoạt, hấp dẫn, thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Nhiều công nhân cũng lo lắng, bức xúc trước tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Đề nghị Quốc hội khi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội cần có các quy định rõ, phân định rõ quyền, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng. Bên cạnh đó, đại diện công đoàn các cơ sở cũng cho biết những lần sửa đổi luật bảo hiểm xã hội gần đây dường như quyền lợi của người lao động đang có xu hướng suy giảm. Cho biết trong tháng 8 này, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc sửa luật bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định việc sửa đổi lần này tập trung chỉnh sửa, điều chỉnh những vấn đề bất cập, mở theo hướng phát triển bảo hiểm xã hội và tăng quyền lợi cho người lao động, chứ không tập trung hạn chế quyền lợi người lao động. Việc sửa đổi sẽ tập trung vào các giải pháp. Chỉnh sửa, điều chỉnh những vấn đề bất hợp lý, bất cập. Nhưng mà thứ hai là phải mở cái hướng để tạo cho phát triển cái bảo hiểm xã hội Việt Nam theo cái hướng linh hoạt, đa tầng, hiện đại và hội nhập theo tinh thần đó. Thứ ba đấy là tăng quyền lợi cho người lao động, chứ không tập trung hạn chế quyền lợi của người lao động, là sẽ tập trung xây dựng cái hệ thống bảo hiểm đa tầng, tức là thêm một tầng nữa là tầng trợ cấp hưu trí xã hội. Đấy là việc nhất. Thứ hai nữa là làm sao để hạn chế tối đa cái rút bảo hiểm một lần. Và ở đây thì chúng tôi đưa ra các giải pháp, trong đó sẽ trình với Thường vụ Quốc hội thậm chí tất cả những giải pháp gì mà đối với các nước đang áp dụng để khắc phục tình trạng là trốn đóng, thì Việt Nam sẽ sử dụng các phương án đó. Cũng tại diễn đàn, người lao động bức xúc trước tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, băn khoăn về quyền lợi của người lao động đang có xu hướng suy giảm. Người lao động cũng đề xuất bổ sung quy định bữa ăn ca vào Bộ Luật Lao động.